vị thì là xe lên đây này. Bây giờ mình sẽ lên cái mic sản phẩm set 6 vũ này. Giá này trong nó là 510k là giá niêm yết, nhưng mà trong livestream của em để lại cho mọi người giá yêu thương là 320k thôi, đầu có đầu 3 thôi mọi người. Cái này có phần đi ship không nhỉ? Có đấy, 320k phần đi ship nữa. Ui, giá cực kỳ hời luôn, 6 vị á, 6 vị để mình xem có những vị gì nào. Đây, đây. Một cái túi này 6 hộp mọi người có thể mang đi biếu tặng các con sếp cũng được đấy. Ôi. Đây. Có 6 vị mọi người, có 6 vị của nó luôn. Đây. Là thực phẩm đúng không? Đông trùng hạ thảo này. Đấy. Cái này là hạt sen này. Cái này là gì nhỉ? Cái này là hen kit này. Cái này là hạt chia này. Cái này là hạt saffron. Đấy. Và cái hạt này là hạt đường phèn. Phú đường phèn. Một gọi là một set. Đấy, một set dành cho mọi lứa tuổi nhá. Một set dành cho mọi lứa tuổi. Đấy các bạn. Có 6 hũ này này, một combo 6 hũ, mix 6 hũ này. Cái này là bên công ty Yến Highland sử dụng công nghệ hiện đại trong chế biến này. Sản phẩm là yến trưng luôn được là tiệt trùng, giữ được nguyên cái giá trị là dinh dưỡng là đầu tiên. Làm đâu đấy? Nói hay đó. Hoàng này nói hay á. Cái này chuyên môn cao ấy. Đấy, Hoàng tuyệt vời đấy. Đúng là không hổ danh, đi có anh đi có đi Angola có đâu 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 đó 2 tuần về mà khác hẳn đấy. Học từ điều gì mà nhiều khi học lắm. Nói chung là mình nên là mình chỉ gọi là nên giới thiệu, còn đi sâu vào sản phẩm là đã có Hoàng đấy. Mỗi anh em là có một cái chức năng, một cái nhiệm vụ khác nhau. Mấy giờ lại lên bánh? Một lát nữa em nhá. Một lát nữa cái bánh nhá, bánh lẻ đấy, một lát nữa là một lát nữa đi. Một lát nữa để bây giờ cái giờ này là mọi người cũng đang đang ăn cơm chưa xong, ăn cơm tối chưa xong. Thì một lát nữa mọi người ăn cơm xong chưa? Ăn cơm tối xong thì là mình bắt đầu là mình sẽ quay ra hơi bàn bánh, còn đâu đấy lẻ đâu là nghìn rưỡi chưa lên mọi người. Một lát nữa các bạn nhá, một lát nữa tầm 9 giờ hoặc là 8 đến 9 giờ đấy sẽ lên. Hoàng xin mời giáo sư Hoàng, giáo sư có thể là tiếp tục nói về yến được không ạ? Vâng, đầu tiên thì giáo sư Hoàng sẽ chia sẻ một cái về cái nhà yến hay này. Thì là hiện tại em đang bán cái là mix 6 hũ này có giá đang là bao nhiêu nhỉ? Có giá hiện tại đang là 320k cho 6 hũ này. Đấy, và cái này là không sử dụng chất bảo quản và hương liệu là được giữ nguyên mọi người nhé. Sử dụng công nghệ hấp khử trùng, rót kín và siết nắp ngay khi rót, không ủ tôm, rau câu, chất bảo quản và chất tẩy rửa. Đây là sản phẩm là cực kỳ tốt nhé cả nhà nhá. Nói chung là sản phẩm bên nhà yến Highland thì bên mình đã nói chung là tìm hiểu, đã kiểu bên nhà có tinh thần của chị bên nhà yến thì kiểu thì sản phẩm này là cực kỳ tốt luôn. Và đặc biệt đấy, và một đặc biệt nhá, mình nói lại cho mọi người vào sau là bên nhà yến Highland này chỉ có loại chỉ sản xuất loại 70% là yến nguyên chất nhá. Đấy, 70%, 70%. Hả? Là không là lỗi nhiều đấy nhá, giáo sư nhá. Nhưng mà lỗi nên quên này. Anh một điểm, một vi phạm là tao tú tắt hàng. Thế cho em hỏi đó. Giáo sư hôm nay mất hơi nhiều điểm rồi đấy. Mấy cái sản phẩm này nhé. Không sao đấy. Nhưng mà nhắc đến vợ cái là sợ đúng không? Nếu mà sợ thì lần sau đừng có ấy nữa, to mồm nữa. Ok. Má này thì anh em mình vẫn để trong cửa hàng nhé. Ai có nhu cầu mua cái set combo 6. Đọc em đọc đây này. Set combo 6 thì là set combo 6 này thì là vẫn ở trong cửa hàng, vẫn trong cửa hàng nha mọi người nhá. Trong số hàng. Bây giờ là sẽ lên là cái set. Ôi, nhiều set này à? Đây, set đây là set bao nhiêu? Set là 12 2 4. Mất lọ rồi.
đấy nó mười vú mà sao còn chín trăm đấy. Ui giời. Con nguyên sim. Đấy đấy. Lấy giá đi anh Hoàng ơi. Bán thôi chứ hàng chưa giá gì. Đấy, đấy, giá hay nhá. Lại 950k là giá niêm yết. Đấy hôm nay thì công ty Hoàng Tiến lại để lại cho mọi người giá này 550k thôi. Có 550k cho cái vú 10 hôm này. Yến trưng hê đen 70% là nguyên chất. Thành phần của nó là làm bằng từ yến tảo và anh hòa với hàm lượng yến là trong mỗi vú này thì lên đến tận 70%, cao trên thị trường hiện nay. Và yến Khánh Hòa mang đến hàm lượng dinh dưỡng tuyệt vời luôn, bao gồm là 79 acetamin, 56% là protein cùng 35 nguyên tố vi kháng khuẩn khác nhau. Đấy, công dụng của sản phẩm này là bồi bổ khí huyết, hỗ trợ tăng sức đề kháng. Hỗ trợ đấy, nói chung là tất cả sản phẩm bên em này hỗ trợ. Em mới sửa nói được, không bị đánh đấy. Anh thì nói đi. Em sửa là muốn hai người là bay rồi bay nick lại. Em mang tôi nói đi. Đấy, tôi nói ở nhà để 2 tuần rồi. Cái này nó cũng hỗ trợ là cực kỳ tốt luôn mọi người ạ. Sức khỏe, hỗ trợ sức khỏe, phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Đặc biệt là người đang mệt, đang ốm mới ốm dậy thì sản phẩm này là sản phẩm rất là tốt, hiệu quả, công dụng. Anh để giá đang là 950k, hôm nay em bán có giá là 550k thôi. Giá ở ngoài thị trường là cực kỳ là rẻ mọi người á. Nếu đấy, 550k là đáng. Nếu các bạn mà ra các cái cửa hàng đấy, ngay bản thân mà ra cái cửa hàng bán yến này thôi. Đấy, cửa hàng bán yến hôm đấy mình ở đâu ra? Thì các bạn sẽ mua cái giá ấy là 950k dành cho 10 vũ yến này. Nhưng mà ở trên phiên này của công ty Hoàng Tiến, các bạn mua chỉ có cái giá 50k. Bởi vì các cái này nó đều có cái gọi là cái số lượng giới hạn, chứ không phải là Hoàng Tiến mà bán tràn lan được. Không phải bán tràn lan đâu nhé các bạn nhá. Đấy, đây gọi là ai nhanh tay thì là có thể là mua được cái giá này thôi nhá các bạn ạ. Hết rồi. Ui giời. Nhanh quá. Chưa kịp phần nói hết. Nhanh quá ơi, nhanh ơi. Đang khát. Nên bây giờ bọn mình sẽ lên sướng này á. Mình với anh Tiến là sẽ lên theo timeline. Sẽ lên xe timeline từ giờ đến cuối giờ. Nên là bọn mình sẽ lên lịch live. Và bánh thì bọn mình sẽ lên dần dần. Nên là cả nhà mình cứ bình tĩnh nhé, không phải lo nhá. Đúng không? Tôi để kiểm tra xem có ấy không? Dưới chắc. Đấy, bỏ hết. Một sản phẩm đến từ Vinamilk. Đấy, Vinamilk sữa tươi nguyên chất tiệt trùng các bạn, sữa tươi nguyên chất tiệt trùng. Đấy, sữa này thì đúng là hồi bệnh Vinamilk thì công là thông dụng này. Ờ, đó là cái các cái hạt sữa nó là thông dụng và công dụng. Cái này thì không cần phải quảng cáo nhiều, không cần phải nói nhiều về cái chất lượng. Cái chất lượng này thì là cái anh Vinamilk này anh ấy đã gọi là có cái đẳng cấp trên thị trường là rất là nhiều năm rồi. Lên giá. Bây giờ mình chỉ quan tâm về xem là hôm nay anh Vinamilk này cho bên Hoàng Tiến giá như thế nào. Các bạn chấp nhận mua được không? Có rẻ hơn ngoài thị trường không? Đấy, 482k.